đây cũng là lần tập trung đầu tiên của Phượng dưới thời huấn luyện viên mới, thì để hướng tới tập ngày mai thì Phượng cũng như toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để thứ nhất là làm quen với chiến thuật của huấn luyện viên, cũng như là cống hiến cho khán giả một trận đấu thật tốt và mang một kết quả tốt để hướng tới những về tương lai của bóng đá Việt Nam. Đối với bạn Phượng thì về cuộc sống cũng như là cuộc sống bóng ngoài đời cũng như bóng đá ở Nhật Bản thì Phượng cảm thấy rất là thoải mái và rất là vui, bởi vì được cọ sát với tập luyện cũng như thi đấu với rất là nhiều cầu thủ có một trình độ cao, thì đó là cũng là kinh nghiệm của tích lũy những kinh nghiệm cũng như là học hỏi được rất là nhiều, và Phượng hy vọng Phượng sẽ mang những cái kinh nghiệm đó để và sẽ cố gắng nỗ lực để phục vụ cho đội tuyển. Cường độ tập luyện của đội tuyển bây giờ thì vẫn thấy là cường độ thì cũng ngang ngang với Nhật Bản, bởi vì theo vận nghĩa thầy cũng đã làm bên đó rồi nên là thầy sẽ hiểu được con người châu Á và thầy sẽ mang những cái tốt nhất cho đội tuyển này.